Mà 8 lần ở đây mà chị 6 lần trong người chị cảm giác như thế nào? Có Dạ, những biến khỏe tốt không? nhiều luôn. Phải nhiều hả? Dạ. Tức Thấy mà... không có còn đau nhất nữa. Dạ, em bị đau... À, đau Đau... chỗ chỗ ngực á. Dạ, đi bác sĩ thì bác sĩ kêu mổ xạ trị rồi mà em có À, Lê xin chào khán giả. Thì hôm nay trở lại chỗ anh Trường Giang, một thầy thuốc trẻ. Thì vừa rồi khán giả cũng đã biết Lê Thanh cũng có quay về cái chỗ nhà thuốc anh Trường Giang đang cần sự giúp đỡ, thì hôm nay cũng được hoàn thiện một phần nào đó với tấm lòng của bà con. Thì hôm nay Lê Thanh trở lại thì được nghe anh Trường Giang có gọi cho Lê Thanh có một cái cô gái này mang một cái căn bệnh về phụ nữ đó, rồi cũng đã giúp được mấy ngày nay, rồi trong trong người cũng giảm bớt, rồi có cái phần diễn biến là tốt, thì cho nên Lê Thanh cũng tranh thủ chạy xuống đó. Thì anh Thiền Giang anh cũng đang anh đang làm vết cắt ở dưới này nè. Anh Thiền Giang dạ anh gặp vô đây một cái ha. Rồi dạ Trường Giang và Lê Thanh xin mến chào quý vị khán giả và các bạn bè đang theo dõi kênh Lê Thanh An Giang và các nhà mạnh thường quân nhà hảo tâm phụng dưỡng kính mến. Thì vào một buổi sáng thì cũng có khách đến trị bệnh tai gai, thời gian nào rảnh thì xuống phụ tiếp mấy anh em làm lặt vặt cho đó quý vị. Dạ, thì có cái cô gái nào mang cái căn bệnh đó, bệnh gì anh vậy? À, thì có cái cô gái là bệnh là gọi là ung thư cái nhũ hoa. Thì điều trị mấy hôm gần thì cô thấy cũng rất là khỏe. Thì hiện tại thì cô ta cũng đang có tại cái cơ sở của mình để điều trị. Thì chút xíu nữa muốn biết rõ cụ thể thì mời anh Lê Thanh đến trực tiếp để tư vấn, cô ta sẽ nói rành rõ hơn cái căn bệnh của mình đã đi bao nhiêu thầy và chỉ bao nhiêu thuốc, thời gian là bao lâu. Thì sau khi cô gái đến đây điều trị là lần thứ 6 thì thấy rất là khỏe, không còn bứt rứt, không có còn nóng nảy, là ăn uống ngủ nghe thì thấy nó được bình thường và thoải mái. Hiện tại thì cô đang điều trị ở trên à, chị là cô đã đến đây được không? Dạ. Rồi thôi mà anh Trường Giang dạ, vậy thôi giờ mọi người khán giả giờ mắt thấy tai nghe hết quý vị. Dạ. Dạ. Tại vì hôm nay ít có quay bà con đang đang trị, thì hôm nay có một cô gái này mang bệnh cũng đặc biệt, cũng muốn chia sẻ, nếu mà có diễn biến tốt thì cũng giống như Lê Thanh làm nhiều cầu nói đó, cho những cô bác anh chị em mà có bệnh đó. À, cô gái gặp biết chưa? À, trong này. Dạ. Vậy. Chào chị. Chị để ông đi cho này gần gần chỗ cái gói cho chị giùm em. À, trong mình chị bệnh gì? Dạ em bị đau. À, đau chỗ chỗ ngực ha. Dạ. À, cái căn bệnh chị đó phát sinh là bao lâu rồi chị? Năm nay tháng 3 năm. 3 năm ha. Thì khán giả Lê Thanh cũng trước tiên cũng mong khán giả thông cảm, tại vì Lê Thanh cũng không muốn nói tên, tại vì chị phụ nữ cho nên không muốn nói tên, cho nên là bị bệnh 3 năm. Dạ. Rồi chị đi thầy nhiều chưa? Dạ em cũng đi nhiều thầy rồi đó mà à, không có hết. Có đi bác sĩ rồi luôn không? Dạ có. Rồi có thấy bớt không? Dạ đi bác sĩ thì bác sĩ kêu mổ xạ trị rồi mà em có làm. À. Rồi khi mà chị lại chỗ anh Trường Giang này mấy ngày rồi? Đi bữa nay nữa là 8 ngày. 8 ngày. 8 ngày là mình chị 8 lần đúng không hả? Dạ không. 8 ngày là chị 6 lần phải không cô gái? Dạ đúng rồi. À 8 ngày chị 6 lần. Tức là chia ra chứ không phải là ngày nào thì cũng chị á. Khoảng như 2 ngày đi một lần. À. Khi một ngày đi 1 lần nữa. 2 ngày. Dạ. Thì muốn biết rõ cái nguyên nhân trong cái cơ thể chị khi mà đến chỗ anh Trường Giang này để mà điều trị, thì Lê Thanh cũng muốn chị nói lên cái có sao nói vậy ha, bớt nói bớt, không nói không, tại Lê Thanh là một cái nhịp cầu nói, nếu mà bớt được thì cũng là tốt cho chị, rồi thứ hai cũng sau này để giúp cho khán giả mà có mang những căn bệnh giống như là người ta gọi bệnh hiểm nghèo đó, thì sẽ đến gặp chỗ anh Trường Giang để bên đây giúp. Như là trong người chị khi mà 8 lần ở đây mà chị 6 lần, trong người chị cảm giác như thế nào? Có dạ, diễn biến khỏe tốt không? Nhiều luôn. Phải nhiều hả? Dạ.
tức mà không có còn đau nhất nữa. Khi mà đến đây trị 6 lần thì giảm, chị cảm giác là giảm khoảng bao nhiêu phần trăm nha? Cũng như là 10% mà giảm cỡ 3-4%. Nó không còn đau nhất nữa. Mà mới chị có 6 lần thôi phải không? Dạ. Mình đến đây mình trị như thế nào vậy? Như là khoáng rồi châm cứu rồi, rồi bấm nguyệt rồi. Châm cứu, bấm nguyệt. Với hồi nãy thấy có cái gì hồng ngoại à? Dạ, tia hồng ngoại đây rồi. Tia hồng ngoại đây rồi. Dạ. Dạ. Rồi có thuốc không, điều trị thuốc không? Dạ có uống thuốc thuốc bắc á. Uống thuốc bắc. Thuốc bắc của mình đây hay là ở chỗ khác? Dạ, thuốc bắc của ở xuống dưới tiệm Trăng Trăng luôn. Tức là mình ra cái to ha. Dạ. Cái bệnh đó là phải trị thuốc bắc nó sẽ hay hơn ha. Dạ, hay hơn. Còn cái này là mình để anh Tài anh làm cái này là để điều trị cái gì anh Tài? Bấm nguyệt nó tê cái thai. Tê thai. Với em mới làm bị thoái hóa cổ lưng nữa. Dạ. Thì nói chung phụ nữ mà mang căn bệnh này rất là hoang mang, ai cũng vậy, thì rất là hoang mang, cũng mong để tìm gặp cái nơi mà chỗ nhà thuốc hoặc người thầy nào đó giúp cho hồi phục lại, là cái đó là cái niềm ước mơ rất lớn của các chị phụ nữ, trong đó cũng là ước mơ của chị gái này. Thì cũng Lê Thanh cũng hy vọng sắp tới chị gái sẽ được hồi phục. Cái tình hình của chị là nếu mà hồi phục là cũng khoảng bao lâu anh nha? Dạ nếu mà bình phục quá thì bây giờ mình thì không có nói trước được thì cái duyên. Nếu mà mình cải tài như chánh thì là phải hối ăn năn đó. Mình là phải thuốc thang, phải nói đuổi ốm đau cũng tại căn tiền hoặc tiện nhất là điều bảo ác, phải ăn thuốc tiền đạo tác do thuốc thang. Cảnh giác và trời nguyện sẽ làm áp đặt suốt đời. Chứ phước rộng từ biên giới xã thì mình làm phước nhẹ thì cái nghiệp mình sẽ giảm xuống, thì nó không bao lâu nếu mà thì thấy 10% mà giảm được là 2-3% là mình mới có viên giảm rất là nhiều. Thì mong sao cô gái sẽ vừa ăn chay niệm Phật nhiều vô, niệm chữ Di Đà thì tăng cái nghiệp thì bệnh đặc từ từ nó chỉ tương trai. Ngài nói là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chịu mới hay, thì mòn là nhỏ cái tiêu là mất. Thì mong rằng cô gái vừa uống thuốc vừa niệm Phật và cộng thêm cái sợi dây kháng nguyệt và kháng cho chị cấp của mấy nam, thì bình phục mình sẽ đẩy lùi về phía sau, thì trong vòng tầm khoảng chừng đôi ba tháng đó lại. Mình cũng mong là vậy cho cái cô gái mà bình phục trở lại, cũng còn nhiều ước mơ tại tụi mình nhỏ. Có gia đình chưa chị? Dạ chưa. Chưa có gia đình hả? Năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Dạ 33 tuổi. 33 tuổi chưa có gia đình. Thì cái hồi nãy cái này thuốc hả? Dạ thuốc. Cái hồng ngoại hồi nãy là cái nào đó ta? Ở đây bàn phía trước kìa. Phía trước hả? Dạ. Lấy vô coi thử cái đó gần sau nó có tác dụng như thế nào vậy. Nhiều khi bà con biết những cái đó mà được chỉ này kia khi ta mua về người ta xài gia đình. Cái này mua xài gia đình được không ạ? Dạ được, cái này mình mua xài được hết tại lên ghim vô. Cái này là để bên là hỗ trợ bên bán. Mỗi lần mình đau nhất mình tha thuốc tha dầu vô là mình gọi vô ha, nó thấm ha. Dạ nó nóng, thứ nhất là bị lạnh hai cái chân, tê bàn chân, giống tê mất cảm giác đó. Thì cái tia hồng ngoại nó sẽ giúp trôi cho nó nóng, cho nó máu huyết được lưu thông. Thì đây nó có chỉnh cái độ là nóng ít và nóng nhiều, gọi là giảm được tốc. Dạ cái này bà con mình nói chung ở nhà ai cũng được sử dụng được, tại này là dụng cụ y tế cá nhân, còn phòng quốc tế ai cũng sử dụng được, sử dụng hết. Ngoài trừ ra là mình không có mua, tại này sử dụng được hết, không phải là riêng ai. Dù giờ mình máy đo huyết áp mình cũng mua được, máy thiên đường mình cũng mua được. Thì bác sĩ nên khuyến cáo các bà con mình, thứ nhất ở nhà mỗi người phải có một cái máy đo huyết áp và một cái máy thử đường. Nó giúp cho mình, đó là người bác sĩ thứ hai trong gia đình. Thì mình là bác sĩ thì sao, họ kêu mình nằm xuống 15-20 phút, họ đo huyết áp cho mình xong, họ rút máu mình, họ gì đi thử đường coi mình bệnh như thế nào. Thì bà con mình cũng nên cần sắm một cái máy đo huyết áp, cái máy thử đường giùm em cháu hai cái đó. Nhiều khi dù mình thấy mệt xách máy ra đo, khi mình thấy hao hảo mệt, còn mình nghi ngờ cái mình lấy kim thử đường, thử cái đường, nó đường mình có lên hay xuống, thì mình được mua ở các chỗ sở y tế, dụng cụ y tế được hết.
như tia hồng ngoại là đó là đủ dụng cụ y tế giúp cho những người già như cái mà gặp cái bệnh tình khó khăn thì có xe đồ đầy đủ luôn. Dạ. Dạ. Thì Đại Thanh cũng làm một đoạn clip ngắn để chia sẻ chỗ anh Trường Giang, cũng như chia sẻ những cái căn bệnh đến bà con. Giống như mà thầy Phước Chủ thì khi mà chị đến đây thì chị cũng mong muốn là mình sẽ được hồi phục như bao cô gái khác. Đó thì thôi cũng chúc cho chị sắp tới được mau hồi phục nha. Dạ. Dạ, Lê Thanh cũng xin chào khán giả, cùng hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.